qua camera người mẹ thấy dù là lúc ăn, học hay giờ chơi thì con gái Tiểu Đồng luôn một mình và không có bạn nào bên cạnh. Sau khi theo dõi camera lớp học vài ngày, thấy tình hình không thay đổi, mẹ Tiểu Đồng tức giận và tới tận trường đổ lỗi cho cô giáo để con mình cô lập trong lớp như vậy. Nhưng không ngờ, lời giải thích của cô giáo đã khiến người mẹ không nói nên lời. Cô giáo cho biết, con chỉ mặc toàn đồ hàng hiệu đắt tiền thế này, bạn nào dám lại gần và chơi với con. Tiểu Đồng đi học nhưng bị các bạn cô lập không dám chơi ảnh minh họa. Hóa ra sự việc xuất phát từ cách đây không lâu. Một hôm Tiểu Đồng đi học về và mẹ bé phát hiện bộ quần áo hàng hiệu rất đắt tiền của con gái bị giấy bẩn bởi những nét bút vẽ. Cô đã chụp lại ảnh làm bằng chứng và gửi cho cô giáo rồi yêu cầu cô tìm ra thủ phạm. Hóa ra, trong buổi học vẽ hôm đó, một bạn trai trong lớp đã nghịch ngợm lấy bút vẽ lên bộ quần áo hàng hiệu của Tiểu Đồng. Sau khi biết chuyện, mẹ của bạn trai và cô giáo đã xin lỗi mẹ Tiểu Đồng và sẵn sàng giặt khâu để làm sạch những vết mực trên quần áo. Nhưng mẹ Tiểu Đồng nhất định không chịu phương án trên vì cô khăng khăng dù giặt khâu vẫn để lại vết mực và đòi mẹ của bé trai phải bồi thường 1.000 khoảng 3,2 triệu đồng, trị giá bộ đồ hàng hiệu mà cô mới mua cho con gái mới mặc đúng một lần. Trong nhóm phụ huynh lớp đã xảy ra tranh cãi khi biết chuyện. Sau một hồi bàn ra tắng vào và với sự tư vấn của cô giáo, mẹ bé trai đã đồng ý trả khoản bồi thường là 500, trường mẫu giáo bồi thường 300 và mẹ Tiểu Đồng sẽ chịu 200. Sự việc tưởng như kết thúc nhưng ngay sau đó, tất cả phụ huynh trong lớp đã nhắc nhở con không được chơi với Tiểu Đồng, tránh xa cô bé ra vì sợ nhỡ làm bẩn quần áo của bạn rồi bị mẹ bé bắt phạt với số tiền rất lớn. Sau tranh cãi giữa hai người mẹ, người thiệt thòi nhất chính là cô bé Tiểu Đồng vì không hiểu chuyện gì xảy ra khi đột ngột tất cả các bạn đều tránh xa không chơi với mình nữa. Nếu là phụ huynh, bạn sẽ làm gì nếu quần áo của con bị bạn giấy bẩn trên lớp? Tất nhiên ai cũng sẽ bực mình khi thấy bộ quần áo đắt tiền của con bị bẩn nhưng nhớ đừng trút lên đầu con bởi đứa trẻ sẽ không thể biết giá trị của bộ đồ đó. Con đến lớp mẫu giáo là để vui chơi với các bạn, học thêm những bài học mới chứ không phải là để khư khư bảo vệ quần áo. Trẻ em nên mặc gì khi đi học mẫu giáo? Hầu hết trẻ em mẫu giáo đều có đồng phục. Nếu trường của con bạn có đồng phục thì nên cho bé mặc hàng ngày vì đây là trang phục phù hợp nhất cho trẻ. Nhiều gia đình có điều kiện luôn muốn con mình mặc thứ gì thật tốt, thật đắt và thật nổi bật so với các bạn ở lớp. Tuy nhiên tâm lý này sẽ khiến trẻ có thói quen chú ý tới ngoại hình thái quá ngay từ khi còn nhỏ và ảnh hưởng tới bé khi lớn lên. Trên thực tế, trẻ đi học mẫu giáo không cần quá cầu kỳ trong ăn mặc, chỉ cần mặc đúng cách, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, quần áo luôn sạch sẽ là đủ. Việc mua quần áo hàng hiệu cho các bé ở lứa tuổi nhỏ này cũng không cần thiết. Theo dấu hiệu.